Xin chào quý cô chính trị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp từ những cái mặt hàng kg và rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần với cái giá siêu rẻ. Cô chú chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp nhất cho sân vườn của nhà mình từ vài chục nghìn thôi cô chú anh chị ạ, để có ngay được những giò lan rất là đẹp cho sân vườn của nhà mình. Và bên cơ sở lan dịch nhà em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng ạ. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô giáng hương đuôi sóc ạ. Cây vừa tầm ghép cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cây không quá lớn và không quá nhỏ. Hàng này thì cô chú anh chị về ghép trụ hay là trồng chậu thì quá tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Những cây lan đủ trưởng thành, đủ lớn, chưa già quá thì cô chú anh chị có thể đủ khỏe để mà có thể có những cây lan phát triển khỏe và đẹp nhất ạ. Và 1 kg giáng hương đuôi sóc đẹp như thế này em đang để giá có 120.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Đây, cây là xếp rất là đẹp. Với 0,3 tức là hơn 30.000 thôi ạ, là cô chú anh chị có cái giỏ lan đuôi sóc rất là đẹp rồi. Một trong những dòng lan giáng hương được coi là đẹp và đáng sưu tầm nhất trong những dòng giáng hương đẹp. Sang bên này đây sẽ là giáng hương đuôi chồn đây cô chú anh chị. Những cây lan giáng hương đuôi chồn đều tăm tắp luôn và cũng là những cây hàng lá xếp nhé cô chú anh chị nhé. Những cây đuôi chồn lá xếp, cây vừa vặn. Hàng này thì cô chú anh chị ghép trụ hay trồng chậu cũng rất là đẹp luôn rồi ạ. Và giáng hương đuôi chồn em đang bán với giá sẽ là 170 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Đó, dòng chồn thì hoa cực kỳ là bền luôn và rất là sai hoa. Những cây này đủ trưởng thành để cho hoa hết rồi nhá. Hoặc đây cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình này. Em có những cái hình rất là rẻ luôn. Hình số 1 đây ạ. Hình số 1 này thì em đang có tất cả là 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. 5 cây. Với 5 cây đẹp như thế này là cô chú anh chị làm một chậu đuôi chồn hay là một trụ rất là đẹp rồi đúng không ạ? Có giá 55.000 thôi này. Hình tiếp theo là hình số 2. Hình này cũng với giá là 55.000 và hình này lên hẳn 9 cây luôn. Đó. 9 cây luôn với giá chỉ 55.000. Hình số 3, 6 cây. Và 6 cây này thì em bán với giá là chỗ này thì nó sẽ là 6 cây lớn nhé chú anh chị nhé. Và hình này sẽ là 70.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ. Hình số 4 là 3 cây đuôi chồn to bự này. 3 cây đuôi chồn to bự này em xin phép được bán với giá là 90.000. Đó. Và hình số 5 với khối lượng hình số 5 này với 3 cây. 3 cây này thì em bán với giá cũng là 80.000. Đấy, 3 cây đuôi chồn to nhá, 80.000 luôn. Và một cặp đôi 2 cây đuôi sóc lớn này. 2 cây đuôi sóc lớn và hàng lá xếp ạ. Và cái hình này thì em bán với giá là cặp đôi 2 cây đuôi sóc này với giá là 60.000 đây. Là 2 cây sóc lớn nhá. Còn thì cô chú anh chị mua cái hàng này với cây trung bình vừa tầm ghép giá vừa có 120.000 một cân. Cô chú anh chị có một cặp đôi 2 cây lớn trưởng lớn hơn một chút xíu thì em có bán hàng một cặp đôi kia. Và bên này thì giáng hương tam bảo sắc này. À đây. Những cây lan hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Hoàng nhạn đây là hoàng nhạn rừng nhá cô chú anh chị nhá. Những cây hoàng nhạn rừng này cô chú anh chị mua về tự ghép thì dôi cân vô cùng mà riêng hàng rừng thì cực kỳ là khỏe cô chú anh chị ạ. Những cây lan nhạn rừng đấy ạ. 1 kg của dòng lan hoàng nhạn rừng này ạ. Em đang để giá là 620 1 kg mà cô chú anh chị thấy là toàn là những cây hàng lá ngắn và mít xếp rất là đẹp như thế này. 620 1 kg cô chú anh chị nhé. Và em bán ngay từ 0,1 kg rồi. Với 0,1 là cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 8 cây ạ. 4 cho đến 8 cây. Đây chỗ này là rơi vào chiều 0,1 thôi. Cô chú anh chị ạ, 0,1 là cô chú anh chị có thể sở hữu là hơn 60.000 thôi, có thể sở hữu một cái phần hoàng nhạn như thế này rồi. Hoặc ở đây ạ, em đang có những hình cây lớn của cô chú anh chị mình có thể một số hình em đang chia theo hình đây. Cái hình này gọi là hình số 12 này, hình này 5 cây. 5 cây này thì em bán với giá sẽ là 65.000 này. 5 cây 65.000 cô chú anh chị nhá. Rồi sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này.
Hình số 11 này cũng là một cái hình có 5 cây hàng lá xếp và cây nhỡ rất là đẹp như này đấy ạ. Thì cái hình này em đang bán với giá là 70.000. 70.000 cho hình này, và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này. Hình số 10 này ba cây to đùng luôn này cô chú anh chị này. Ba cây to đùng luôn. Em bán 125.000 cho hình này. 125.000 cho hình chạm. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này em cũng sẽ bán với giá sẽ là 125.000, cũng ba cây rất là to. Và hình số 8 đây, ba cây to bự luôn. Đó, ba cây to bự này. Và trong đó thậm chí còn có cả cây mẹ con nữa. Thì cái hình này em đang bán với giá sẽ là 90.000 ạ. 90.000 cho hình này nhá. Và hình bên này sẽ là hình số 7. Hình số 7 là một cặp đôi hai cây, trong đó có một cây mẹ con rất là xinh như thế này. Thì cặp đôi này em cũng bán với giá sẽ là 100.000 cho cặp đôi này. Và ngoài ra thì em còn có cả những cây lan nhạn đã thuần sẵn rồi, thuần sẵn trong chậu như thế này rồi cô chú anh chị này. Đây ạ, một cái chậu nhạn rất là đẹp ở đây ạ. Một chậu nhạn cực kỳ là xinh ở đây, gọi là hình 29 nhá, một cặp đôi nhạn hai cây rất là đẹp như này. Em bán chậu này với giá chỉ có 120.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Chậu này gọi là chậu 29, chậu 30. Đây cũng là một chậu hai cây này. Đó, một cây bị gãy ngọn và hiện tại mọc lên ngọn mới này. Và cây bên kia, một cặp đôi này em bán với giá là 100.000 cho chậu này đi. Đấy, 100.000 cho chậu này. Và bên này sẽ là cái cây hài Henry. Một cái dòng lan hài mà thời điểm bây giờ cây đang nụ rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì cái hàng cân là hàng cân, hàng vận chuyển từ rừng về thì cô chú anh chị khi mà lấy sẽ không được chơi hoa trọn vẹn đâu cô chú anh chị ạ. Còn nếu mà chơi hoa trọn vẹn ngay từ bây giờ, cô chú anh chị sẽ mua cho em hàng chậu bên kia, hàng đang nụ rất là đẹp nhá. Thì ở đây cái hài Henry này em đang để giá là 130 1 kg, mà em bán ngay từ 0,3 kg. Với 0,3 kg cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm có thể trồng được khoảng tầm 3 chậu hài Henry nhá cô chú anh chị nhá. Đây, mặt bông của hài Henry ạ, rất là xinh như thế này này. Hôm nay hôm qua là em có một cái chậu là cây đang nở hoa rất là đẹp rồi, nhưng mà lại có khách chốt mất rồi, nên là hiện tại thì em có thể cho cô chú anh chị xem cái mặt bông của hài Henry rất là xinh như thế này. Bông hoa to nhé, độ bền của nó phải tầm 2 tháng của chú anh chị ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có muốn về ngắm hoa ngay thì lấy chậu này cho em này. Chậu này lên đến 4 nụ luôn cô chú anh chị ạ. Đang 4, à không phải 4 nụ mà là lên 5 nụ chứ cô chú anh chị. Đây, siêu hoa luôn. Cái dòng lan hài Henry này thì dễ, rất là dễ cho hoa. Cô chú anh chị về có thể tự trồng được, dễ thuần dễ chăm. Hoặc là mua hàng chậu này cho em về thưởng thức hoa đẹp ngay này. Hình này gọi là hình 22, chậu này có 5 vòi nụ nhá cô chú anh chị nhá. Xin phép em bán chậu này với giá là 120.000 ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 21. Chậu 21 cô chú anh chị lấy 0,3 là về có thể ghép được bằng này đấy ạ. Và chậu này thì em bán là 110, chậu này em thấy là đang có 3 nụ, 4. Ôi trời ơi, cũng là 4 nụ luôn, 4 5 nụ luôn đấy cô chú anh chị. Chậu này em xin phép được bán với giá là thôi 110.000 đi. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 20 này. Chậu số 20 này thì em thấy là đang có một nụ ở đây thôi. Những cây khác cũng rất là to đấy, nhưng mà chưa thấy có nhú nụ đâu. Chậu này em bán 100.000. Và chậu số 19 em bán luôn là 100.000 này. Helen mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng đây. Hoa hàng cũng đang nụ nhá. Chậu Helen này gọi là chậu số 18 này, 140. Cái dòng hàng hài mà mang hình dáng chiếc hài màu vàng rất là xinh đẹp luôn. Hình số 17, 108. Và hình số 16 là 160 ấy, hài Helen. Và hài hồng ạ. Mặt bông của cây hài hồng đây là cô chú anh chị này. Ôi, hài hồng đây cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Mỗi chậu chỉ cần 1 cho đến 2 cây thôi, bởi vì là trồng mỗi một chậu chỉ cần 1 cho đến 2 cây thôi. Bởi vì từng cây một là khi mà cây hài hồng này từng cây một làm đến mùa hoa là đều có thể cho hoa hết đấy cô chú anh chị, nên là chỉ cần mỗi một chậu là 1 cho đến 2 cây thôi. Đây thì em đang có những cái chậu hài hồng giá lẻ, người ta bán một cây không dưới 45.000 đâu ạ. Đây là hàng em đã trồng thuần sẵn trong chậu rồi. Chậu này gọi là chậu 24 nhá. Chậu này 3 cây em bán 80.000 luôn. Chậu 25, chậu này 4 cây em bán với giá là 100.000. Chậu số 26, chậu này cũng có 4 cây đấy cô chú anh chị, em bán 100.000 nhá. Chậu tiếp theo chậu 27, chậu này 3 cây. 3 cây em bán 90.000 này. Một chậu hài hồng mốc hồng duy nhất rất là đẹp luôn ạ. Thuần rất là lâu rồi đó, thân lá cổ tím rất là xinh như này, chị em bán chậu này với giá 60.000. Hoàng thảo vẩy rồng đây là cô chú anh chị này. Mặt hàng kg em còn có thêm cả hoàng thảo vẩy rồng nhá, với những dề rất là đẹp luôn. Hoàng thảo vẩy rồng đó, giá ở đây vẩy rồng thì hiện tại là năm nay cái hàng mặt hàng vẩy rồng này rất là khan luôn ấy cô chú anh chị.
Những cái rể rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo vảy rồng em xin phép được bán với giá chỉ 120 cho 1 kg, một cái dòng lan mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt luôn. 120 1 kg thôi nhá cô chú anh chị nhá. Và dòng kiều vuông cánh trắng này, hàng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Giá lẻ bằng giá sỉ luôn, 210 cho 1 kg, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em. Em có vài cái rể rất là đẹp đây, cái hình này gọi là hình 13 này. Hình số 13 em bán với giá sẽ là 130.000 này, chỗ này hai dề rất là to như này, 130.000 nhá. Hình số 14 chỗ này dề này em bán là 140 này, dề rất là to luôn. Và sang hình số 15 một dề siêu khủng luôn, cái dề này khi mà nở hoa sẽ là một cái siêu phẩm. Em bán dề này với giá chỉ 200.000 ạ. Một cái phần hoàng thảo hoàng lạp đấy ạ. Kèm theo một cái cây gì đây, không biết là cái cây gì mà đang nở hoa cũng rất là xinh ở đây. Hoàng thảo hoàng lạp, cái cụm hoàng thảo hoàng lạp này, lô hoàng thảo hoàng lạp 3 dề này em bán 40.000 này. Và bên này là những cây lan hải yến, một cái dòng hoa mà với cái sắc hoa tím ngọt ngào rất là quyến rũ luôn cô chú anh chị ạ. Đó, một cái lô hải yến rất là đẹp như này này. Riêng cái dòng hải yến này mà hàng bên Thái nhập về người ta bán một chậu 2 cây thôi hơn 100.000 ạ. Sắc hoa hải yến đấy ạ, rất là đẹp và cực kỳ là thơm nhé cô chú anh chị nhá. Đây toàn là những cây hải yến to thôi cô chú anh chị, lô này. Em bán cả cái lô hải yến này với giá 70.000 đi cô chú anh chị. 70.000 cho cả lô hải yến này. Là một lô bao nhiêu cây rất là to, cây to và đẹp như này nhá. Cả lô này có 70.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là dáng hương tam bảo sắc, em đang bán với giá là 160 1 kg. Thì ở đây em đang có những cái lô tam bảo sắc rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Lô tam bảo sắc đây. 160 1 kg. Cái lô tam bảo sắc này, hình này gọi là cái hình em có phần này gọi là phần số 1 này. 4 ngọn tam bảo sắc hàng lá xếp về làm một cái chậu đẹp mê mẩn với giá 80.000 đây. Phần số 2 lô này em bán với giá 80.000, trời ơi, quá là đẹp cô chú anh chị ạ. Những cây tam bảo sắc này. Có đây. 3 cây to đi nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây to hàng lá xếp rất là đẹp, thêm 4 cây nhỏ nữa. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn. Hình này em xin phép được bán là 80.000 ạ. Sang hình bên này là một cái lô cây nhỏ thôi nhưng mà toàn là những cây lá xếp VIP luôn cô chú anh chị. Lô này em bán với giá là 80.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số phần số 4. Cái phần số 4 này. Đây, đẹp chưa không chú anh chị? Phần số 4 này rất là đẹp luôn nhé. Phần số 4 này thì em bán với giá sẽ là cả lô này em bán với giá là 60.000. Đấy, 60.000 cô chú anh chị ạ. Hoặc là cô chú anh chị mua hàng cân cũng được. Cân lên em bán là 160 1 kg cô chú anh chị nhé. Giáng hương tam bảo sắc. Bên này ạ, em có một cây giáng hương đuôi cáo hàng rời duy nhất thôi này cô chú anh chị này. Hàng dân người ta đi kiếm về được, có đi kiếm về mà không, trên rừng không có cây luôn ấy, có một cây được một ngọn cáo này thôi. À, lá rất là mướt luôn mà không bỏ lá chân luôn ạ. Cây này ồ bị gãy một cây lá ở đây. Đấy, một cái ngọn cáo rất là đẹp đây ạ cô chú anh chị. Cái bộ rễ còn nguyên, bóc rừng tươi roi rói. Ngọn cáo này em xin phép được bán với giá sẽ là 60.000 cho ngọn cáo này nhá. À, và ở đây thì em còn có những cái chậu cáo thuần cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây ngọn cáo xếp VIP ở đây. Cái chậu này này em bán rẻ sập sàn luôn, chậu này là 4 ngọn cáo lá xếp rất là đẹp luôn, hàng tự ghép nhá cô chú anh chị nhá. Mà không có trồng phân bón gì, chậu này em bán 150.000 ạ. Cây này cô chú anh chị về đầy ít phân là lên tăm tắp luôn, rất là đẹp luôn. Và chậu tiếp theo là chậu 34 này, một cái chậu cáo lên đến cả chục cây xanh như thế này nhá cô chú anh chị. Đó, không biết là bao nhiêu cây mà em nghĩ rằng là đến cả chục cây luôn. Vì cô chú anh chị có thể tách chậu hoặc là để nguyên như vậy cũng được. Chậu này em bán 180 này. Và chậu số 35 ạ. Chậu cá 35 đây. Chậu này em bán luôn 150 này cô chú anh chị. Chỉ có hàng tự ghép thì mới bán được cái giá này thôi, chứ còn nếu mà không phải hàng tự ghép thì những chậu cáo đẹp như thế này không bao giờ có giá 150 luôn cô chú anh chị nhá. Chậu 36 ạ, cũng là 3 cây cáo là xếp VIP luôn. Hôm nay em để giá luôn 150 cho cô chú anh chị mình này. Đấy, 3 cây cáo xếp thẳng tắp, mà cây này thì vừa rồi hình như đâu mật hoa rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Chậu này 150 ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan trồn trắng nhá. Hàng này thì bọn em bảo hành chuẩn mặt hoa luôn, mà cây rơi từ ít nhất là 5 cặp lá trở lên đấy cô chú anh chị. Cây rơi ít nhất là 5 cặp lá trở lên, mà cô chú anh chị thấy rằng là những cây này không khác gì những cây trồn rừng đúng không ạ? Bởi vì bản chất những cây trồn này nó là cây trồn được cấy mô, cây trồn đột biến được cấy mô từ cây rừng, nên là khi mà nó nở hoa thì không khác gì cái hoa của dòng chồn rừng cả nhá chú anh chị nhá. Và một cái chậu chồn trắng rất là đẹp như thế này, một mùa hoa tới có thể cho từ 1 cho đến 2 vòi bông rất là đẹp. Ô chú anh chị nhìn cho em cái cây chồn này rất là bình thường, nhỏ bé như thế này mà ít cặp lá như thế này mà có thể cho 2 cần hoa rồi đúng không ạ? Thì những cây chồn như vậy thì đến mùa hoa sau chắc chắn phải từ 2 vòi bông trở lên. Cây rơi thì ít nhất là 5 cặp lá rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. 4-5 cặp lá trở lên như này rất là đẹp như vậy. Giá chỉ có 150 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Thay vì cô chú anh chị bỏ tiền triệu ra để mà đếm lá tính tiền từ những cây nhạn rừng, cô chú anh chị có thể mua cho em những chậu này, đảm bảo không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái vẻ đẹp hương thơm của nó. Bởi vì nó
cái độ đẹp của nó, độ thơm của nó không khác gì những cây chồn rừng đâu cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan nhạn Anpa này. Cây nhạn Anpa, cây này gọi là cây nhạn đột biến, cái dòng hoa vàng lưỡi trắng nhá cô chú anh chị nhá. Mặt hoa của dòng nhạn Anpa đây ạ, thơm nức nở luôn. Phải nói là đẹp dã man và siêu thơm luôn ạ. Với cây lan nhạn Anpa như vậy em đang bán với giá chỉ có 140.000 cho một cây thôi. Và cây thì rơi từ 7 cặp lá nhá, hàng lá xếp chỉ thiên và hàng không lỗi lá, rất là đẹp như vậy. Đó, cây thẳng tắp luôn cô chú anh chị này, hàng xếp úp thìa rất là đẹp như vậy ạ. Cái riêng cái hàng này nếu mà cô chú anh chị mà trồng chậu được một thuần được một chậu hai cây, trồng lên một chậu hai cây thôi thì chỉ cần sang năm thôi hoặc vài tháng sau thôi, giá của nó không phải là chỉ rơi ở giá đấy đâu, mà một chậu hai cây như thế này có thể lên đến cả tiền triệu luôn rồi cô chú anh chị nhá. Cây lan nhạn Anpa này này. À, nên chính vì vậy mà cô chú anh chị thấy là cái hàng riêng hàng này em không có bán hàng thuần bao giờ, bởi vì giá nó vô cùng là đắt đỏ, vô cùng đắt đỏ luôn cô chú anh chị. Mà cây này thì rất là dễ sống dễ chăm đấy, nên là cô chú anh chị về chỉ cần để vào chậu thôi, cho thêm chút giá thể thôi, mình cái chậu lan rất là đẹp rồi, cái nhạn Anpa này này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cũng là cây nhạn, đây là cái dòng lan nhạn Thái đó, em có đủ dòng nhạn luôn cô chú anh chị nhé. Nhạn Thái cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị ạ, mỗi cây từ 7 cặp lá trở lên và sẽ cây đủ trưởng thành để có thể cho mỗi một cây từ cho đến 1 cho đến 2 vòi bông luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đến mùa hoa tới phải từ 1 cho đến 2 vòi bông luôn. Cây từ 7 cặp lá trở lên và chiều cao của nó phải từ 20 cm trở lên ạ. Và một cây nhạn Thái như vậy em đang để giá có 120 thôi cô chú anh chị. Lấy cho em một cặp đôi hai cây là cô chú anh chị có một cái tác phẩm đẹp từ thân lá, khi mà nở hoa thì xuất sắc luôn rồi cô chú anh chị này. 240 để cô chú anh chị sở hữu một cái tác phẩm nhạn rất là đẹp. Dòng này thì hoa vàng đậm như thế và lưới tím rất là đẹp luôn ạ, em có một cái lô hoàng thảo nghệ tâm tươi giói luôn này cô chú anh chị này, cái lô hoàng thảo nghệ tâm này. Đó, vừa bắc rừng tươi giói luôn cô chú anh chị ạ. Cái lô này em bán với giá là 35.000 thôi nhá, cái lô hoàng thảo nghệ tâm này này. Và sang bên này đây sẽ là những cây đai châu hoa trắng ạ. Dòng này chuẩn hoa trắng và hoa rất là thơm. Nói chung là cho ai yêu thích cái dòng hoa trắng thì có thể sưu tầm này. Cây rơi từ 4 cặp lá trở lên. Đó, hàng lá mít rụt rất là đẹp như vậy đấy ạ. Em bán một cây cây châu trắng này đến mùa hoa chắc chắn rằng là rất là tuyệt vời luôn rồi ạ. Đấy ạ. Hàng rơi tới nhất 4 cặp lá nhé. Em bán một cây châu trắng như thế này với giá là 100.000. Còn bên này đây sẽ là những cây đai châu màu, cũng là hàng lá mít ạ cô chú anh chị, cũng rơi từ 4 cặp lá trở lên. Đó, bản lá dày cộp luôn cô chú anh chị. Lá rất là dày. Hàng này sẽ là đủ màu sắc luôn cô chú anh chị nhá. Đủ màu sắc luôn và một cây châu rất là to, đẹp từ thân như thế này cô chú anh chị. Đẹp từ thân lá rất là to như thế này. Xin phép em bán một cây như vậy ạ. To đùng luôn cô chú anh chị. Với giá cũng là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một cây siêu vip luôn cô chú anh chị ạ. Cây này mà cô chú anh chị trồng vào chậu thì đúng thực sự như là hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Đó, cây nào cây đấy cái lá dày cộp luôn. Bản lá dày cộp luôn, 100.000 một cây, đủ trưởng thành, đủ đẹp để từ thân lá cho đến mặt cho đến hoa luôn nhá cô chú anh chị nhá. Cái này thì em có một cái phần châu rừng ạ. Châu rừng này 7 cây em bán à 3 cây chứ, 3 cây châu rừng này em bán là 70.000 này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái dòng địa lan. Cái dòng địa lan chuyên nở hoa vào thời điểm Tết, nhưng hiện tại cô chú anh chị đã có thể được ngắm hoa rồi. Nhưng mà đến Tết thì cô chú anh chị lại có một cái thêm một cái lứa hoa rất là xuất sắc nữa nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì nó chỉ có một cái chậu sum xuê như thế này, nếu mà đúng cái mùa hoa của nó sẽ rất là nhiều hoa luôn cô chú anh chị ạ. Hàng của nó sẽ là chuẩn hoa thời điểm Tết thôi. Thôi ạ, đây là cái dòng lan địa lan tiên nữ Đài Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Tiên nữ Đài Bắc hay còn gọi là dòng tiên hương ạ. Địa lan tiên hương bởi vì hoa của nó rất là thơm cô chú anh chị. Chắc chắn là cái hương thơm của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu. Rất là nhiều những cái dòng địa lan mặc dù hoa rất là đẹp nhưng mà lại không có hương thơm. Nhưng những cái cây lan này lại thơm vô cùng luôn cô chú anh chị ạ. Rất là thơm luôn. À, hàng này thì cô chú anh chị thấy là một cái chậu rất là to như thế này. Thì cái mùa hoa này không phải cô chú anh chị chơi, không phải là mùa hoa chính, mà là Tết mới là cái mùa hoa chính của nó nhá. Đến Tết chắc chắn là những cái giò lan này sẽ là những cái tác phẩm rất là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức thêm một mùa hoa Tết nữa ạ. À, cánh hoa phớt hồng đỏ rất là xinh và lưỡi đỏ đẹp nhá cô chú anh chị. Bông hoa lưỡi cong rất là đẹp. Khuôn bông hoa nở căng, nở căng chứ không có bị cụp xuống, nhìn thân lá căng vào chậu rất là khỏe luôn như thế này. Chi chít là một chậu là có 3 vòi bông. Em đang bán một cái chậu tiên nữ Đài Bắc hay là tiên hương này với giá sẽ là 140 cho một giò thôi cô chú anh chị.
140 một giò thôi, ngắm mùa hoa này thôi cũng đã đủ đã mắt rồi. Mà cô chú anh chị về để vậy thôi thì đến Tết cô chú anh chị lại có thêm một cái lứa hoa rất là tuyệt vời nữa nhá cô chú anh chị nhá. Chắc chắn rằng đến Tết là cô chú anh chị có thêm một mùa hoa rất là đẹp nữa. Đó, với giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị ạ. Mà đến Tết thì những cái dòng địa lan này thì nó sẽ rất là đắt luôn cô chú anh chị ạ, chứ không có hề rẻ đâu. Cây thì hàng thuần sẵn trong chậu như vậy rồi nên cô chú anh chị mình yên tâm về chỉ việc tưới nước và chờ hoa thôi. À, cái dưỡng chất cũng như là cái phân bón thì người ta đã cho đầy đủ trong chậu hết rồi. À, cô chú anh chị không phải lăn tăn gì nữa nhé cô chú anh chị nhé. Về vừa được thưởng thức mùa hoa này và đến Tết lại có thêm một mùa hoa nữa ạ. Nào chậu đấy rất là to như thế này, tiên nữ Đài Bắc hay là tiên hương đây ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái dòng hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Những cái chậu vô cùng là sum suê già hạc Pháp nhé cô chú anh chị nhé. Những cái chậu khủng bố như thế này này cô chú anh chị này. Những cái chậu này đến mùa hoa sẽ là những cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời luôn, sum suê khủng như vậy. Đấy, sẽ là một cái giò lan mà màu với sắc hoa đỏ thắm rất là phù hợp để chơi những chè Tết vàng Pháp. Một cái chậu hơn chục thân đẹp như này em đang để giá 130 thôi. Hoặc là cô chú anh chị có thể mua cho em những cái bảng này cũng được. Những bảng này thì cũng rơi vào khoảng tầm chục thân rồi cô chú anh chị ạ. Nó ngắn hơn một chút so với cái bên này. Đó. Thì cái hàng bảng này em bán với giá là 100.000 nhé. Đây, hàng bảng 100.000. Còn hàng chậu rất là đẹp như vậy với giá là 130 thì tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Còn sang mè đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Hạc vĩ thiên cung lữ bố đây cô chú anh chị. Hoa đậm đà luôn. Có nhiều anh chị mua hạc vĩ thiên cung với lữ bố về đến khi mà hoa nở thì khen nức nở luôn cô chú anh chị. Đẹp mê luôn, cái sắc hoa rất là sáng và rất là đẹp như này, sai bông từ gốc đến ngọn luôn ạ. Và một cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố như vậy em đang để giá 120 cho một giò nhá. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ cũng vậy. Từng cái loại cây một là em báo là chuẩn hàng chuẩn hình nhá cô chú anh chị nhá, chứ không phải là báo để cho nó có đủ tên gọi đủ loại đâu ạ. Giả hạc hoa hồng đỏ, mỗi chậu giả hạc hoa hồng đỏ cũng đến cả chục thân như vậy em để giá là 130 này. Rồi sang bên này đây sẽ là những cái cây giả hạc hoa oai cô chú anh chị ạ. Giả hạc hoa oai chậu to đùng sum xuê cũng là một cái dòng hoa nở đúng thời điểm Tết, rơi từ 10 thân trở lên ạ. 10 tân thân trở lên, 10 thân ngắn dài trở lên nhé. Chậu siêu đẹp như này mà giá chỉ 120 thôi. Trước đây người ta bán theo thân, thân hơn 100.000. Bây giờ cả một cái chậu đến cả chục thân như vậy với giá có 120 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ. À trầm cổ, em còn có một chậu duy nhất nhé cô chú anh chị nhé. Trầm cổ ạ. Cái sắc hoa đỏ thắm bông hoa to đùng như thế này. Chậu trầm cổ duy nhất này em bán với giá 110.000. Cũng lên đến 5-6 thân trở lên gì đó 110.000 thôi ạ. Cái hàng này cô chú anh chị về trăm đạt nó phải dài hơn đến cả 2 mét luôn cô chú anh chị. Trầm cổ. Và bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu ấy thì chắc là đã từng mua mỗi một thân đến 300.000 rồi đúng không ạ. Trước đây một cái chậu như thế này phải rơi tiền triệu luôn ạ. Thì còn bây giờ cô chú anh chị có thể mua một cái chậu trầm rồng đỏ to đùng như thế này. Thân to như cái ngón tay luôn. Chậu rơi từ 4 thân trở lên rất là đẹp như thế này đấy ạ. Với giá em bán là 110.000 cho một giò. Thực sự cái giá quá là rẻ so với cái vẻ đẹp mà nó mang lại luôn ấy cô chú anh chị. Trầm rồng đỏ nhá, 110.000 cho một giò thôi. Hàng cây rất là khỏe và thân to mập nú, rơi từ 4 thân trở lên. Mà riêng cái hàng này thì nó sai bông từ gốc đến ngọn luôn ấy cô chú anh chị. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Đây. Sắc hoa đỏ thắm rất là phù hợp để mà chơi vào những ngày Tết đến xuân về đấy ạ. 110 thôi cô chú anh chị nhá. Đây nhìn kỹ cho em. Chậu to đẹp rơi đấy nhất là 4 thân trở lên như thế này. Với giá chỉ có 110.000 cho một giò. Chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị nhá. Ít nhất là 4 thân. Chậu nhiều thân thì nó sẽ thấp hơn ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan sơn thủy tiên này. Hàng là sơn thủy tiên này cô chú anh chị mua bây giờ 200.000 một cân lẻ cũng không có bán luôn. Và trong khi đó là một chậu như thế này xách nặng chĩu tay. Xách nặng chĩu tay luôn, giả hành to bự chảng em đang để giá 150. Đó, xách về chỉ việc chờ hoa là đến mùa xuân là cô chú anh chị có một cái giò lan sơn thủy tiên với những chùm hoa rất là tuyệt vời mà thưởng thức hoa luôn. Rồi, đấy, thân lá căng mướt luôn như này cô chú anh chị, giả hành to căng rất là đẹp luôn. Và bên này sẽ là những cái chậu lan kiều tím yên tử này, một trong những mặt bông kiều gọi là đẹp nhất trong tất cả mặt bông kiều ấy cô chú anh chị. Cái dòng kiều thái cũng đẹp nhưng cái sắc hoa của nó không sáng như dòng kiều tím yên tử đâu cô chú anh chị nhé. Kiều thái cũng rất là đẹp nhưng mà nó không thể nào mà sánh với cả kiều tím yên tử luôn. Mới giá thì cũng rất là đắt. Trong khi đó đây, cái chậu kiều tím yên tử sum suê đẹp như này, rơi từ 5-6 thân trở lên rất là xinh như vậy. Nhìn thân lá thôi cô chú anh chị cũng thấy là nó giống cái cây khá là chuẩn cây như thế này rồi đúng không ạ. Và một chậu kiều tím yên tử như vậy em đang để giá có 140 cho một giò thôi này cô chú anh chị này. Bên này đây là những chậu kiều lộc bắc ạ. Xả hàng siêu rẻ luôn nhé cô chú anh chị.
Em bán xả hàng siêu rẻ cho cô chú anh chị mình luôn chứ. Cái dòng kiều này bao giờ em bán là 120 cho một chậu. Đấy, kiều Lộc Bắc bao giờ giá đã đến 120 bao giờ không ạ? Chỉ có trên 300 nghìn trở lên thôi mà bây giờ em để giá cho cô chú anh chị là 120. Đấy, những cái chậu mà to đùng và thân mập nú như thế này cô chú anh chị. 120 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hàng này thì đẹp hoa với ba sắc màu trên một cái bông hoa đẹp mê luôn ạ. Và thân thắt đốt sáng bóng. Thân nào thân đấy to đùng như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Đó, chậu lên đến cả chục thân cho một giò như thế này. 180.000 không có hàng bán luôn ạ. Thì một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy, xin phép em được bán chậu này với giá sẽ là 160.000 cho một cái giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Cô chú ý chị nhá, 160.000 cho một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy. Sang bên này đây là những cây địa lan quân tử, hàng lá nhăn cây to đùng như thế này, rất là nhiều cặp lá luôn như vậy ạ. Cây cực kỳ là dễ sống, dễ chăm mà là cây trồng trong nhà, tạo không gian xanh nhá. Cây địa lan quân tử đủ trưởng thành, đủ lớn đẹp để có thể thưởng thức lá, hoa. Em đang bán với giá chỉ có 70.000 cho một cây địa lan quân tử này thôi cô chú ý chị. Cây hàng lá nhăn, lá tròn vo rất là đẹp như thế này nhá cô chú ý chị nhá. Một cây vừa thanh lọc không khí rất là tuyệt vời luôn. Vừa nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí này, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn đấy cô chú anh chị ạ, mang đến những cái không gian rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình. Đó là cái tác dụng rất là tuyệt vời cái quân tử. Và một cái cây vũ nữ thẻ bài duy nhất thôi, thân lá tổ cổ tím đậm đà luôn. Đó, cây này thì chậu này thì về cô chú anh chị mình có thể tách làm 2-3 chậu cho em cũng được. Hàng này thì em đang vứt chỏng chơ ở trong vườn ấy. Em từ một cây em tách được 3-4 chậu ấy ạ. Còn hiện tại thì em đang có một chậu này, đang có 3 cây này. Chậu này em bán là 60.000 nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những cái đặc sản hôm nay bên em đang có đây cô chú anh chị. Cái miến rong sợi to nhé. Không biết là cô chú anh chị đã từng ăn miến rong sợi to này bao giờ chưa ạ? Đã ăn là chỉ có mê thôi cô chú anh chị ạ. Siêu ngon luôn ạ. Miến rong sợi to siêu ngon cô chú anh chị nhé. Thoải mái đun, dai, ngon cực kỳ luôn. Rất là phù hợp với cô chú anh chị mình với một cái túi như này. Cô chú anh chị khi mà nấu một bữa một trong một bát to ấy, cô chú anh chị cần chỉ cần vài thanh thôi được một bát to rồi mà cực kỳ là ngon. Một cái túi miến rong này đóng gói là 1 kg, em đang bán là 80.000. Và cái miến rong này là miến rong sợi nhỏ nhá. Miến rong sợi nhỏ này cũng vậy, rất là dai ngon luôn. Sợi miến trong vắt chuẩn từ 100% là củ rong giềng nhá cô chú anh chị nhá. Em bán một túi miến rong này cũng đóng gói là 1 kg, em bán là giá cũng là 80.000 thôi. Và đây là nấm hương rừng này cô chú anh chị này, một túi như vậy đóng gói là nửa kg vàng ươm luôn ạ. Đó, khô cong và vàng ươm rất là thơm ngon như vậy. Em bán một túi như vậy nửa kg sẽ là 140.000 cho một túi nửa kg nhé cô chú anh chị nhá. 140.000 cho một túi nửa kg ạ. Cô chú anh chị lấy cả 1 kg em sẽ bán là 260 cho 1 kg, là hai túi ạ. Còn một túi nửa cân sẽ là 140 nhá. Và sang bên này đây thì em đang có món chè dây đây. Một túi chè dây như vậy đóng gói là nửa kg, em bán là 50.000, 1 kg 100.000. Sang bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, giớn vụn 40.000 cho 1 kg. Giớn bảng kích cỡ 13-30 với giá 15.000 cho một bảng. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Atonic 12.000 cho một gói. Super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 thái 40.000. B12 giải độc cho cây 30.000. Điền dạ mỹ tiến 40.000. Điền dạ sẹo đen 55.000. Siêu dơ dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng với giá 70.000 và kim kim bun đặc trị thú ngưỡng 25.000 một gói. Chichodema phân bón vi sinh hàng lớp 15.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng luôn, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em đang để giá là 40.000 nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây, và trước khi dừng clip cô chú anh chị cùng xem lại một lần nữa những cái mặt hàng hôm nay có này. Tam bảo sắc, cây rất là đẹp, giá hương đưa sắc, cây tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Rồi ạ, kiều vuông này, nghệ tâm, rồi giá hương đuôi chồn. Đó, hoàng nhạn, cái lô hoàng nhạn rừng rất là đẹp luôn ạ. Và những cây địa lan hoa siêu xinh đẹp luôn, chậu to đùng và xanh um. Rất là nhiều những cái mặt hàng thuần đẹp với giá cực kỳ là rẻ.